Thưa quý vị, thời điểm 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 8 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.292 đô la Mỹ một ounce, giảm mạnh 80 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ sáng qua. Và như vậy là chỉ sau một ngày thì giá vàng đã sụt mạnh tới 3%. Đây là mức thấp nhất của giá vàng thế giới trong vòng hơn 2 tháng qua. Và cũng trong sáng nay, ngày 8 tháng 6 thì giá vàng nhẫn tròn trơn tăng trở lại về mức gần 76 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC trên thị trường quanh mức 76,98 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC về mức 74,98 và 76,98 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, bán ra, giữ nguyên so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Còn tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC 76 và 76,98 triệu đồng một lượng, giá nhẫn tròn trơn 72,3 và 73,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào, bán ra. Tại bốn ngân hàng quốc doanh, giá vàng SJC bán ra mức 76,98 triệu đồng một lượng. Ngày 8 tháng 6 rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, ngân hàng ngưng giao dịch. Số lượng người mua vàng đông nên mỗi ngân hàng đều yêu cầu khách hàng xếp hàng, nhận số thứ tự và chờ đến lượt để được mua vàng. Giá cà phê hôm nay ngày 8 tháng 6 trong khoảng từ 122 đến 123,5 nghìn đồng 1 kg. Thị trường cà phê trong nước quay đầu giảm mạnh so với cùng thời điểm hôm qua. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 122.000 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mơ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 123.000 đồng 1 kg. Tương tự, tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 123.500 đồng 1 kg tại Gia Nghĩa và 123.400 đồng 1 kg ở Đắk Rơ Lấp. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức là 123.000 đồng 1 kg. Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả điều chỉnh giá mặt hàng gạo tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ năm 2025. Theo sở này, gạo bình ổn thị trường tăng giá từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg tùy loại. Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng, giá các mặt hàng gạo bình ổn thị trường vẫn đảm bảo thấp hơn giá bình quân các mặt hàng cùng chủng loại trên thị trường từ 7,75 đến 13,6%, đáp ứng đúng quy định của chương trình. Ngoài ra, Sở Tài chính đề nghị doanh nghiệp chủ động khuyến mãi giảm giá phù hợp với thực tế thị trường và chiến lược kinh doanh để kích cầu tiêu dùng. Mới đây, tại Hội thảo Quốc tế Phát triển Bền vững Tiểu vùng Sông Mekong tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Bền vững và Đa dạng Sinh học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sầu riêng chôm chôm có nguy cơ biến mất ở miền Tây vì hạn mặn. Theo đó, các loại cây ăn trái đang trồng ở miền Tây, sầu riêng là loại chịu mặn kém nhất, sau đó đến chôm chôm, cam, quýt, bưởi. Cụ thể, ngưỡng chịu mặn của sầu riêng vào khoảng 0,64 phần nghìn, tức là mỗi lít nước có 0,64 gram muối. Ngưỡng chịu mặn của chôm chôm là 1,28 phần nghìn. Trong khi đó, nước tại các cửa sông nhiễm mặn đến 4 phần nghìn, tức là mỗi lít nước có đến 4 gram muối. Đại diện trung tâm cho rằng, qua theo dõi các năm, mức độ xâm nhập mặn ngày càng sâu và độ nhiễm mặn ngày càng lớn. Chính vì vậy, khi đó sầu riêng, chôm chôm, cam quýt và nhiều giống lúa sẽ dần biến mất. Thời gian qua, trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Nghệ An xuất hiện hàng loạt các trạm cân thu mua, lâm sản và bãi tập kết chủ yếu là gỗ keo, tràm, hoạt động khá rầm rộ. Điều đáng nói là hầu hết tất cả các trạm cân bến bãi tập kết này thì đều chưa được cấp phép, thế nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Xẻ đồi, san lấp đất lâm nghiệp để dựng trạm cân, bãi tập kết lâm sản tư nhân là một thực trạng đang diễn ra từ lâu trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, chỉ một đoạn đường ngắn qua địa bàn xã, nhưng có tới 4 đến 5 trạm cân không phép hoạt động. Hầu hết các trạm cân này đều tự ý đấu nối với đường tỉnh lộ, không đảm bảo các yếu tố an toàn, giao thông, môi trường. Anh đi dùng gọi những cái là giấy phép thì không mình ký nữa rồi chứ mà mạnh nắm rồi chứ không phải là đó thì là mình có phép giấy phép gì đang hoang đợi nhưng mà cũng nói thật thì nhưng mà tôi một người dán thì cũng biết đang là đủ
cũng cùng là làm cùng là để cho con thả thì cùng tạo điều kiện là không phải là tạo chứ mà họ mình nói là như vậy nếu là chứ thả nó cũng đảm bảo được chứ mà tôi phải làm thì nghĩ là cái mảnh ông cấm mà nhạo cả anh Thủy đến một cái địa phương miền núi nên là cái diện tích hồ kéo nhiều thì họ phát sinh cái chuyện đó để thu mua cấn và thu mua hồ kéo. Tuy nhiên cái việc dừng đàm cấn trong vườn ở của gia đình là chưa đảm bảo theo các cái quy định pháp luật. Qua tìm hiểu, người đứng đầu chính quyền cấp xã đều khẳng định tất cả các trạm cân từ lâu đều vi phạm các quy định như chưa được cấp phép xây dựng, không phù hợp với quy định đấu nối giao thông và đặc biệt là nhiều trường hợp còn tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp. Nhưng không hiểu tại sao lại không bị xử lý. Cấn nào đặt là có khi là cũng không đúng của mục đích vậy. Để đề nghị là cấp trên về để về coi cho cụ thể, thứ nhất là để mà khỏi ảnh hưởng cho dân, quản lý cho chặt chẽ một tí. Xã là quản lý nhà nước, cô đã nhận diện rất là rõ, biết đó là hoạt động chưa đúng theo quy định của pháp luật. Đấy. Bởi vì là chưa có cái hướng dẫn cụ thể, và thứ hai là các cái hoạt động của cái trạm cân này thì cũng đáng tự phạt. Cho nên là đối với chính quyền địa phương xã đã phát hiện, cũng đã phát hiện như thế. Mặc dù trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, trạm cân thu mua bãi tập kết lâm sản vẫn mọc lên ngày một nhiều. Với hàng trăm trạm cân, bãi tập kết, chỉ tính riêng huyện Con Cuông đã có tới 30 trạm cân vi phạm chưa được xử lý. Cân đều không đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Cụ thể là việc xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất kinh doanh. Rồi các cái thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy và đầu nối vào các cái tuyến đường huyện và đường quốc lộ chưa thực hiện theo đúng quy định. Vấn đề năng lực để hoạt động theo đúng quy định pháp luật nó cũng khó để thực hiện. Do là các đối tượng này thì cũng khuyến khích, tức là dẹp bỏ và để hình thành đến cả cái trạm cân cho cả cái đơn vị có tư cách pháp nhân nó hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Thực trạng trạm cân bãi tập kết lâm sản tự phát đang diễn ra ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nếu chính quyền địa phương này không có những giải pháp xử lý, chấn chỉnh các vi phạm trên một cách kịp thời thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Thì hệ lụy là khó tránh khỏi. Còn chưa đầy một tháng nữa là tới thời điểm thực hiện cải cách tiền lương. Với nhiều giải pháp đồng bộ, cải cách tiền lương lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực để người lao động cống hiến. Tuy nhiên, đối với nhiều công chức viên chức thì lại nửa mừng nửa lo bởi chưa biết cách tính lương mới sẽ như thế nào, tổng thu nhập có thay đổi nhiều hay không và mức lương nhận được thì liệu rằng có cải thiện hơn so với mức cũ hay không. Là công chức phụ trách về văn hóa thông tin đã 22 năm, tính cả lương và phụ cấp, chị Ngân được 8 triệu 400 nghìn đồng một tháng. Gia đình chị phải chi tiêu dè sẻn mới đảm bảo sinh hoạt và nuôi hai con ăn học. Nghe thông tin lương công chức sẽ tăng 32%, nhưng sẽ bãi bỏ, thu gọn chỉ còn 9 loại phụ cấp, chị không khỏi lo lắng. Sắp tới thì cũng sẽ có tăng lương là 30%, nhưng mà chúng tôi cũng băn khoăn là khi mà tăng lương như thế thì cũng sẽ thực hiện cắt bỏ một số loại phụ cấp cũng như là một số hệ số mức lương cơ sở thì lương của chúng tôi là có bị giảm hay không. Chúng tôi làm nhiều việc như nhà nước hỗ trợ để chúng tôi có thêm nguồn lương thì chúng tôi cũng rất là vui và cố gắng. Nhưng hiện nay thì nhiều việc nhưng mà lương của chúng tôi không được tăng. Vẫn là như vậy thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Theo chính sách tiền lương mới, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Tuy nhiên, nhiều công chức băn khoăn mức lương chi trả liệu có tương xứng và thể hiện giá trị lao động của họ. Bên cạnh đó là những lo ngại lương tăng kéo theo giá cả tăng mạnh. Tôi đã công tác được 12 năm rồi. Cái mức lương hiện tại của tôi là 6 triệu 8. Thì tôi cảm thấy là cái mức lương hiện tại nó chưa đủ để đảm bảo cuộc sống của bản thân tôi. Chưa nói đến là để đảm bảo để nuôi hai cháu nhỏ. Tôi cũng cảm thấy băn khoăn bởi vì không biết là liệu đồng lương tăng được một chút nhưng mà giá cả thị trường các thứ cũng tăng, nó kéo theo. Thì không biết là cái việc chi tiêu của gia đình nó có thể đảm bảo được không? Đối với các cái vị trí việc làm thì có những cán bộ người ta cũng làm rất là lâu năm. Thì bây giờ cái tính cái mức lương như thế nào so với những cán bộ
mới vào làm, bởi vì người ta cũng cống hiến rất là nhiều năm rồi. Như bản thân tôi cũng vậy, tức là tôi làm đến năm nay là 24 năm. Tuy nhiên thì cái mức lương của tôi hiện hưởng thì cũng chỉ 3,66, cũng không thể đáp ứng được những cái đảm bảo cho cuộc sống. Thì cũng mong muốn rằng trong cái cải cách tiền lương tới đây thì cũng có cái sự nghiên cứu về các vị trí việc làm cũng như vậy, và cũng như là đảm bảo cái mức lương để làm sao để cho cán bộ cũng yên tâm. Thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đang tới gần, nhưng nhiều người thụ hưởng vẫn chưa biết bảng lương mới của mình, vẫn còn những băn khoăn về xác định được vị trí việc làm. Làm thế nào đấy có cái vị trí việc làm cho chuẩn xác nhé. Ông từ đấy thì mới là có để ra lương, mà lương không phải là bình quân. Lương có thể là chênh nhau rất nhiều, có thể một người 100 triệu cũng được, một người là 10 triệu cũng được. Nhưng mà phải có đánh giá đúng là cái sự hiệu quả của một người 100 triệu khác hẳn người 10 triệu. Chúng ta chỉ có thể được nhân dân đồng thuận khi chúng ta đánh giá đúng hiệu quả, đúng chúng ta đúng không cả, chúng ta trả lương đúng và các thứ. Chứ còn hiện giờ thì tôi nghĩ là có lẽ đây cũng gọi là bước đầu cái lương thôi, chứ còn gọi là cải cách thì tôi nghĩ là chuyện đề thì chắc là chưa có đâu. Trải qua 4 lần cải cách, nhưng chính sách tiền lương vẫn còn bất cập, chưa phù hợp với vị trí việc làm, còn mang nặng tính bình quân. Điều này đã khiến hàng vạn nhân sự khu vực công thôi việc. Những người ở lại với mức lương bèo bọt vẫn phải làm thêm để trang trải cuộc sống. Do vậy, cần phải có những hành động quyết liệt trong cải cách tiền lương để mức lương tương xứng và thể hiện giá trị lao động của công chức, viên chức.